Hôm nay Top Hot Channel xin giới thiệu với bạn một nhân vật gây ồn ào dư luận mấy ngày qua, đó là Giang Kim Cúc. Vậy Giang Kim Cúc là ai? Xin trả lời các bạn, Giang Kim Cúc là một doanh nhân kinh doanh bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu được chú ý qua hành trình nhặt rác khắp đất nước năm 2019. Những tháng gần đây, Giang Kim Cúc được biết đến là người thường hỗ trợ người khó khăn bằng qua kêu gọi trên livestream, fanpage trong dự án chuyến xe nghĩa tình, quỹ từ thiện mai táng không đồng. Năm 2019, Giang Kim Cúc là thành viên của tổ chức Cha Speckers, người đi nhặt rác. Kim Cúc cùng với chị gái tham gia nhặt rác từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Nha Trang, Phan Thiết, Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh. Hành động của cô được nhiều người và báo đài tung hô. Từ năm 2020 và đặc biệt đến năm 2021, khi tình hình dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp hơn, Giang Kim Cúc gây chú ý với nhóm thiện nguyện không tên cùng vai trò trưởng nhóm. Nhóm này chuyên cứu trợ cho những gia đình có người thân mất vì Covid-19. Khoảng tháng 8 năm 2021, nhóm có 35 thành viên, còn đội hỏa táng miễn phí có 20 thành viên. Nhóm từ thiện này của Giang Kim Cúc sinh hoạt và ăn ở tại chùa Pháp Minh, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh. Giang Kim Cúc và nhóm thường tìm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ họ bằng cách livestream, đăng bài trên trang Giang Kim Cúc và các cộng sự để kêu gọi đóng góp qua số tài khoản. Nhóm từ thiện của Giang Kim Cúc đánh động được cả giới nghệ sĩ như Xuân Lan, Việt Hương, nghệ sĩ Việt Hương còn tặng xe cho đoàn. Cảm ơn bạn đã xem hết video, nhớ nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo mới nhất nhé!